Xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Thánh Trọng. Xuyên suốt chapter trước là màn hỏi xoáy đáp xoay giữa chung phản diện và anh nhân vật chính. Cuộc đối đáp đó như là cách để dọn cỗ cho trận chiến mà chúng ta mong chờ bấy lâu nay. Trận chiến được hứa hẹn là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Saitama đấu với Garo. Không dài dòng thêm nữa, mời anh em đến với video bình luận và phân tích chapter 209 với tựa đề Anh hùng đỉnh nhất. Mở màn chapter 209, chúng ta cùng quay trở lại với nhóm giải cứu tại chiếc trực thăng cứu nạn. Trong khi trận El Clasico đang nóng hơn bao giờ hết thì lúc này, các anh hùng vẫn đang loay hoay tìm cách đưa người bị thương ra khỏi vùng chiến. Sợ dĩ họ vẫn chưa thể di chuyển là do cơn sóng thần ập tới khiến bốn bề là nước. Đợi tới khi tình hình lắng xuống họ mới quyết định chuẩn bị thuyền phao để thoát khỏi đó. Mặc dù vậy, đây vẫn là một quyết định mạo hiểm bởi họ không nắm bắt được toàn bộ tình hình vào lúc này. Rất có thể quái vật sẽ xuất hiện tấn công bất cứ lúc nào, khi đó những người bị thương sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho chúng. Vậy nên Sekiga vẫn không quên nhắc mọi người phải cảnh giác, sẵn sàng ứng phó khi có biến và cố gắng đưa những người bị thương đến nơi an toan. Thông qua chiếc ống nhòm chuyên dụng của mình, Lightning Mask đã quan sát tình hình chiến trường và thắc mắc về số phận hai con quái vật khổng lồ. Theo những gì anh quan sát được thì chúng bỗng nhiên bị tách làm đôi rồi lăn ra chết. Đáp lại câu hỏi đó, Tharell khẳng định chính ông chú là người đã hạ bọn quái vật và bảo vệ mọi người. Tất nhiên những người đứng ngoài vùng chiến không thể biết được ông chú mà thằng nhóc nhắc tới là ai. Moment Rider chỉ có thể mường tượng ra người đó là thành Thọc Master. Đúng lúc này mọi người bỗng nhốn nháo bởi tiếng động lớn xuất hiện từ trên khoảng không mịt mù. Việc chỉ nghe thấy những âm thanh chát chúa khiến cho họ phải nín thở mà không dám di chuyển, vì thực sự không thể biết đó là đồng minh hay kẻ thù. Chuyển cảnh lên không trung nơi đang có màn va chạm đỉnh cao giữa một tên hói lầy lội và một thanh niên lậm lý tưởng. Có thể thấy Garo là người chủ động tung đòn, còn Saitama chỉ chủ động né. Nó đúng với tính cách của cả hai người họ lúc này. Garo máu lửa, còn Saitama luôn cho đối thủ thể hiện trước. Khi anh hói tung sau cú đấm đầu tiên về đối thủ thì nó đã bị Garo khống chế, rồi tung cú phản đòn bằng một pha nộ long cước thẳng vào mặt, hất văng anh hói xuống đất với tốc độ khủng khiếp. Cú tiếp đất thậm chí còn khiến cho cả một mảng lục địa bị nứt vỡ. Chưa dừng lại ở đó, Garo lợi dụng những tảng đá lớn trên không trung làm điểm mật, lao xuống rồi sử dụng cú trẻ cũ như đã làm với giết cụ tổ vào thẳng đầu ông hói, và gõ đầu trẻ này mạnh tới mức tạo ra một vụ nổ năng lượng với những tia sét chói lòa làm mặt đất vỡ vụn. Tuy nhiên, có lẽ đây là con hàng cứng cự nhất kể từ khi hành nghề thợ săn anh hùng của Garo. Dù đã tung toàn lực nhưng chẳng những không khiến đối thủ suy nhê mà còn khiến cánh tay của anh tê tái. Ở chiều hướng ngược lại, cũng chỉ cần một pha thiết đầu công của anh hói, cánh tay của Garo đã vỡ vụn. Với năng lực siêu hồi phục từ quái vật hóa thì anh nhanh chóng lấy lại cánh tay đã mất rồi tiếp tục tấn công đối thủ. Về phần anh hói thì vẫn kiên nhẫn nãy giờ để biết lý do Garo tấn công mình, nhưng anh dần nhận ra thằng này thuộc thành phần đầu cứng não mềm nên quyết định tặng thêm cho nó một cái nước yêu nữa thẳng vào giao diện. Kết quả thằng cu biến thành một cái lưỡi cày vạn năng trong khi đang văng đi hàng cây số và thẳng vị trí của nhóm cứu nạn. Cú va đó như là một cái tát khiến Garo nhận ra thực tế phụ phang, vẫn còn một bức tường thành nữa trước mặt, vượt qua nó anh mới có thể trở thành một cái ác tuyệt đối. Tuy nhiên tên hói này mạnh một cách vô lý, chỉ nghĩ tới việc không thể đánh thắng hắn thôi khiến cho cơn giận bùng phát. Lúc này trong anh chỉ có một điều duy nhất, phải đánh thắng tên hói hoặc là anh sẽ không bao giờ hoàn thành được tâm niệm. Cùng với cơn giận dữ, cơ thể Garo biến đổi trở nên to lớn hơn và cũng nhận được một luồng sức mạnh to lớn. Hiện tại mình chưa thể bình luận gì về hiện tượng quái vật hóa của Garo, nó vẫn đúng với nguyên tắc trong bản gốc. Tuy nhiên nó lại khác hoàn toàn về quy tắc so với vô số các trường hợp quái vật hóa khác. Đúng là khi biến đổi, Garo đã nhận được một luồng sức mạnh chảy về cơ thể. Nhưng theo suy đoán của mình, có lẽ anh ta không thực sự mạnh hơn thời điểm trước đó. Vấn đề này mình sẽ đưa ra quan điểm sau khi Garo biến thân hoàn chỉnh. Chuyển cảnh về phía Tharell và nhóm cứu nạn, việc bỗng nhiên có một thứ gì đó văng đến trước mặt đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Về phần Tharell đã ngay lập tức nhận ra ông chú thân yêu. Tuy rằng Sekiga xác nhận tên này đã cùng với trái sắt chiến đấu với con rết bảo vệ máy bay ban nãy, thế nhưng việc hắn đang biến đổi nhanh chóng trở thành một tồn tại tà ác đã khiến họ sửng sốt. Đặc biệt là Sekiga cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bởi vì quái vật không thể bảo vệ con người được. Thấy kèo không thiêng, Snake và Lightning Mask nhanh như chớp đã bế Tharell đi, rồi đưa tất cả lên thuyền phao rời khỏi khu vực nguy hiểm nhanh nhất có thể. Tuy nhiên lợi dụng lúc nhốn nháo, thằng nhóc đã nhảy xuống nước bơi gần lại chỗ Garo, bất chấp anh đang ngày một tà ác hơn. Bằng tất cả sự kính trọng, thằng nhóc đã quyết định đối mặt với Garo chỉ để nói một câu: chú là anh hùng của cháu. Tại sao nó lại có hành động tưởng như vô nghĩa như vậy? Tharell là một thằng nhóc mít ướt, có ngoại hình không được ưa nhìn. Chính vì thế mà nó thường xuyên bị đám bạn bắt nạt và cũng không dám phản kháng. Vì lẽ đó, Tharell rất yêu thích các anh hùng và luôn mong muốn trở thành một trong số họ. Với thằng nhóc, các anh hùng là những người mạnh mẽ, luôn có mặt để bảo vệ người yếu thế và là đại diện cho chính nghĩa.
Tuy nhiên, người đã xuất hiện bên cạnh Pharrell khi bị bắt nạt không phải là các anh hùng nó hàng ngưỡng mộ, mà lại là ông chú dữ dằn Garo. Sự việc nhóm 8 anh hùng đi săn Garo đã khiến thằng nhóc vỡ mộng về hình tượng anh hùng bấy lâu nay. Ông chú đây, số mang danh là kẻ ác, lại bảo vệ mình khỏi lăn đạn của chính những người luôn hô hào thực thi công lý. Khi đó, Pharrell nấp bên trong căn nhà hoang và biết được toàn bộ diễn biến bên ngoài. Nhưng trước sát khí ngùn ngụt của Garo, thằng nhóc đã không đủ dũng khí để nói lời cảm ơn mà quay đầu bỏ chạy mất. Pharrell đã rất hối hận sau đó, lần này nó đã quyết định bản thân phải mạnh mẽ hơn theo đúng như lời khuyên trước đó của Garo. Cho dù ông chú đang trong bộ dạng của một con quái vật gớm ghiếc, nhưng thằng nhóc đã có đủ dũng khí để nói với Garo rằng chú là một anh hùng đích thực. Bởi Garo không những bảo vệ mà còn dạy thằng nhóc cách đối mặt với những nỗi sợ hãi của bản thân. Do đó đối với Pharrell, ông chú đang trong hình hài quái vật đây còn hơn cả anh hùng mà nó từng ngưỡng mộ. Đối diện với những lời ca ngợi của Pharrell, Garo vẫn thể hiện cái máu Thunderer của mình, nói thẳng ra là đã nghiện còn ngại. Thanh niên tự lừa dối bản thân khi cho rằng mình chẳng có chỗ nào sống anh hùng cả. Tuy nhiên, những lời bốc phốt sau đó cũng khiến Garo dần mùi long. Chẳng có quái vật nào lại lao vào chỗ chết để bảo vệ một thằng nhóc nhiều lần như thế. Khi đối diện với Deathshower của anh hùng Deathgaling, Garo hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng anh quyết định đối đầu với làn đạn chết chóc đó chỉ để làm bia đỡ đạn cứu thằng nhóc. Khi Tara bị sứ buồn bắt làm con tin, chính vì lo lắng cho nó mà anh đã bất cẩn để đồ tẩy hoàng gia xả thịt. Sau đó anh lại đột nhập vào căn cứ của hội quái vật, đối đầu với rất nhiều quái vật mạnh để cứu thằng nhóc thoát khỏi lưỡi hái tử thân. Và mới đây cùng với chai sắt chiến đấu với Zed cổ tổ để cứu cả chiếc máy bay cứu nạn có Tharell bên trong. Về bản chất, Tharell luôn muốn trở thành một anh hùng, có điều thanh niên không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra mà thôi. Kết thúc câu chuyện mùi mẫn của hai chú cháu, chùm cuối xuất hiện và đã nghe được toàn bộ câu chuyện nãy giờ. Lúc này anh họ đã xác định được chính xác kẻ liên tục mạo phạm mái đầu đầy tóc của mình là ai rồi. Hắn là Garo, thợ săn anh hùng, kẻ phá hoại các võ đường và là thằng phản đồ làm ông già bang phải thuyên long. Và giờ đây hắn còn giả làm quái vật để khiến một đứa trẻ phải khóc nữa. Đối với anh hói mà nói, Garo chỉ như một thằng trẻ trâu có sở thích cosplay thành quái vật mà thôi. Anh tiến tới trước mặt Garo và không quên kèm theo vài lời cà khịa sóc óc. Những lời vàng ngọc đó như đấm vào đúng niềm kiêu hãnh của Garo. Đường đường là một cái ác tuyệt đối, nhưng lại bị một thằng ất ơ, đầu còn chưa cả mọc tóc chế giễu. Garo cay lắm, anh đã quyết định đập tên đó ra bã và cũng là một sự phủ định hoàn toàn những lời cảm thán mà Pharrell dành cho mình. Mặc dù thằng nhóc vẫn ra sức ngăn cản vì lo lắng anh sẽ đả thương các anh hùng, khi đó anh sẽ thực sự là kẻ thù của họ. Nhưng Garo đã bỏ ngoài tai những lời đó. Với anh, tên hói này giờ đây là nấc thang cuối cùng phải vượt qua để trở thành một cái ác tuyệt đối. Có điều chờ mãi không thấy nhạc nền nổi lên, thế là đủ biết pha này ăn loèn rồi. Đứng trước quyết tâm đó, anh hói vẫn thể hiện thái độ lầy lội y hệt đám trẻ trâu trong xóm tôi trước kia. Anh tiến lại gần, rồi dí cái đầu bóng loáng của mình vào mặt Garo khiêu khích. Chỗ này này, chỗ này nhiều máu này, đồ con gà. Cày không để đâu chưa hết, Garo tung ngay một chưởng cực mạnh vào mặt đối thủ. Nhưng thanh niên nhận ra cú đấm đó thậm chí còn chưa thể gọi là gãi ngứa với tên này. Sau khi nhận cú đấm đó, Saitama xoa đầu Pharrell trấn an thằng nhóc để giúp nó hiểu rằng không cần phải lo việc ông chú của nó sẽ đả thương một anh hùng như mình. Kết thúc chương, Saitama tung ra tuyệt kỹ Slap Series. Will Smith hất văng Garo đến một địa điểm khác thuận tiện hơn cho việc tập thể dục. Sau đó anh hỏi Pharrell một lần nữa để chắc chắn. Nhóc, muốn ta đánh bại tên đó mà không phải giết hắn đúng không? Chỉ một cái gật đầu của Pharrell, giờ đây anh hỏi đã xác định được mục tiêu của mình. Đó là đánh cho thằng gà sáng mắt ra. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn combat thực sự trong các chapter tiếp theo nhé anh em. Trong chapter này đã có một tình huống Garo thể hiện sức mạnh khủng bố của mình. Đó là pha chẻ củi thẳng vào đầu của Saitama. Hiệu ứng của pha chẻ củi đó đã tạo ra một vụ nổ lớn với rất nhiều tia sét chói loa. Nó làm mình liên tưởng tới cú lên gối thần thánh của Boros và Saitama khiến anh hói văng lên mặt trăng. Hiệu ứng từ cú lên gối đó đã được anime thể hiện bằng việc tạo ra rất nhiều tia sét lớn xung quanh. Tuy nhiên, theo quan điểm của mình, hiện tại Garo vẫn chưa thể mạnh bằng Boros, nhưng về tốc độ hồi phục đã có thể ngang với Boros rồi. Mình xin nhắc lại là tốc độ hồi phục chứ không phải là quy mô hồi phục nha. Về quy mô hồi phục thì hiện tại Boros vẫn quá bá đạo, khi mất xác vẫn có thể hồi phục lại chỉ trong giây lát. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn thể hiện của Garo trong các chapter tiếp theo nha anh em. Chapter 209 không hẳn tập trung vào các màn so găng giữa các nhân vật, nó làm nổi bật lên sự chính nghĩa trong Garo. Đó như là một cách để Saitama nhận ra bản chất của thợ săn anh hùng và quyết định sẽ không giết chết anh ta. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.